có đi ngay đây cũng là nhà xưa của chú anh chị nè, số số 64 tiệm bán hòm Nghĩa Hiệp. Hầu như con đường phố số 9 này ngày hôm nay rất là nhiều cộng đồng người Hoa sinh sống ở đây. Với con hẻm số 1 này, hẻm số 1 đi vô khu rất là nhiều người Hoa nè, bông lề nè, nó đồ ve chai, có những cái xài được và có những cái không xài được. Nếu chúng ta biết sửa chữa thì có thể là sẽ xài được. Ngày xưa em cũng hay ra đây mua đồ lắm nè, hồi thời sinh viên đó. Đó là trường Khai Minh. Nếu mà cô chú anh chị ngày xưa đã từng học ở, đã từng sinh sống ở khu vực này thì có lẽ chúng ta cũng có học ở trường này ha. Bên kia có cái hẻm chùa, hẻm chùa ở số hẻm 63, hẻm 63 phố Đức Chính. Sẽ zoom lại nha. Hôm nay thì không có quá nhiều đồ ve chai nên mình nhìn thấy không rõ. Với những cái chữ Hoa nằm ở trên nóc trường nè, nó đem giùm lại coi chữ Hoa. Nếu mà cô chú anh chị các bạn mà biết tiếng Hoa thì có thể biết chữ này nè. Đó, thấy là bán nón bảo hiểm nè. Nón bảo hiểm rồi rồi dép giày, giày cũ. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng an vui và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là cầu Ông Lãnh, cầu Ca Mét. Chúng ta đang ở trên cầu Ca Mét và mình nhìn xung quanh con đường bến Trương Dương. Và theo thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về quận 4, qua đường bến Vân Đồn và đến đường Đoàn Văn Bơ. Đoàn Văn Bơ nói dài, cuối Đoàn Văn Bơ thì chúng ta có một cái ngôi chợ, đó là chợ Cầu Cống. Và theo hướng này chúng ta sẽ đi về chợ lớn, cầu Ông Lãnh, quận 5. Nơi đây có chợ Cầu Muối, và bên kia chúng ta có một cái hẻm số 1 Ca Mét và căn nhà số 80, căn nhà số 60 bến Trương Dương ngày xưa. Hôm bữa em có thực hiện cái video đó rồi đó ha. Cô chú anh chị có thể xem lại và tìm từ khóa 80 bến Trương Dương và số 1 Ca Mét. Và thẳng cái đường này chúng ta sẽ đi về chợ Bến Thành thông qua con đường Ca Mét. Và đối với con đường bến Trương Dương ngày hôm nay, với những cái làn xe rất là hiện đại và đi thẳng đó, chúng ta sẽ đến cái hầm Thủ Thiêm, đi qua quận 2, cách đây khoảng chừng vài trăm mét thôi. Đó, phía trước anh chị bạn đó là hầm Thủ Thiêm đó. Và chúng ta thấy cái tòa nhà cao cao Viera đó, chính là tòa nhà 68 tầng, tòa nhà Vitexco. Và hành trình hôm nay em sẽ dẫn cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng lang thang đến một cung đường, đó là đường Phó Đức Chính, một trong những con đường rất là xưa ở Sài Gòn. Và ngày xưa con đường này cũng có tên là Phó Đức Chính. Và cái đặc trưng của con đường này như thế nào ngày hôm nay thì em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng khám phá nha. Và trên cái đường Ca Mét và Bến Trương Dương này, các chị các bạn thấy đó là cái những cái ngôi nhà xưa. Và nơi đây có bán rất là nhiều cái vật liệu xây dựng. Chúng ta thấy ở đây vật liệu xây dựng là tấm ván, rồi những cái gạch đá. Và đây có cái làn xe nữa nè, rất là lớn con đường Bến Trương Dương ngày hôm nay. Và mình nhìn qua bên kia đường Ca Mét nè.
những cái dãy nhà tôn, những cái mái nhà tôn, ta nhìn thấy có vẻ hơi lụp xụp ở cái khu số 1 km, lụp xụp hơn so với độ đường km và Trần Hưng Đạo. Và bây giờ mình nhìn trên cao nha, cái trục đường, cái dãy nhà ở phía dưới đường km, là bên đây là số 2 km với những quán cà phê, quán ăn. Rồi chúng ta đang đi xuống chân cầu và mình sẽ vòng qua con đường Phó Đức Chính để chúng ta cùng nhau nhìn lại. Đây cũng là một cái video mà thể theo cầu của chú anh chị, có lẽ rất là lâu rồi chúng ta không có về Sài Gòn, và bây giờ chúng ta mới có dịp nhìn lại những cái cung đường này. Nhân qua đây thì cũng xin gửi đến tất cả cô chú anh chị và các bạn ở các tỉnh khác, khi mà chúng ta nghe nói đến đường km thì mình cũng hình dung được nó như thế nào. Đường km thì đường Phó Đức Chính nó như thế nào? Đường Phó Đức Chính ngày hôm nay thì không có quá dài, chỉ nói từ bến Trương Dương cho đến chợ Bến Thành. Nó đường nó song song với đường km này. Và chúng ta sẽ quẹo qua bên phải nha, bên phải để mình đi xuống cái đường bến Trương Dương. Đó, đi qua đường xe vắng rồi mình đi qua đường luôn. Mình đi ở trên vỉa hè, ở đây có cái vỉa hè cũng rất là lớn, và đây có con hẻm, nhà cửa cũng rất là lụp xụp, hẻm số 4, số 8, có số 22 km. Hẻm 26 chứ, hẻm là như hẻm 26 km đó. Bên tay trái chúng ta cũng có những con hẻm mà thông ra đường Nguyễn Thái Bình luôn á. Có đường gì? Đường Nguyễn Công Trứ. Bây giờ những cái dưới gầm cầu, những cái cây cầu nhà nước đang quy hoạch lại nè. Và không còn những cái bãi xe, rồi những cái cảnh ngủ bụi. Bây giờ đang trồng cây rồi lại. Cầu ông Lãnh cũng đang làm lại nữa ha, làm lại cái phần dưới của cái cầu, cái gầm cầu. Chúng ta đang ở đây là đường bến Trương Dương ngày xưa và ngày nay là Võ Văn Kiệt. Bữa mình có đi ngay đây cũng là nhà xưa của chú anh chị nè, số số 64, tiệm bán hòm Nghĩa Hiệp, cơ sở bán hòm Nghĩa Hiệp. Và những cái dãy phố đồng kiến trúc rất là đẹp ở cái khu vực bến Trương Dương này.
chúng ta nhìn qua bên dòng kênh Tàu Hủ ngày hôm nay, không còn những cái dãy nhà, những cái cảnh tạm bợ nữa, đó đổi lấy những hình ảnh của cái đại lộ rất là đẹp. Sài Gòn bây giờ là 5 giờ chiều, chúng ta đang lang thang ở đây là giao lộ Phó Đức Chính và bến Trương Dương. Đây là cái làn xe từ ở dưới hầm Thủ Thiêm đi lên, đầu hầm luôn, và đi xích tới một tí nữa chúng ta có một cái chung cư rất là xưa mà nó có để cái bảng nhà may Việt Thắng đó. Và bên tay trái chúng ta đó là đầu đường Phó Đức Chính. Hầu như con đường Phó Đức Chính này ngày hôm nay rất là nhiều cộng đồng người Hoa sinh sống ở đây. Với con hẻm số 1 này, hẻm số 1 đi vô khu rất là nhiều người Hoa nè. Con hẻm này rất là, ở đầu thì lớn nhưng mà đi vô thì nhỏ. Vô đó thì hẻm cùng ha. Chúng ta nhìn lại con đường Phó Đức Chính. Cái đặc trưng của con đường Phó Đức Chính ngày hôm nay thì bán rất là nhiều đồ đồ ve chai, đồ lạc son, đồ điện tử. Nhưng mà có lẽ do hôm nay trời mưa nên chúng ta không nhìn thấy được nhiều. Nhưng mà mình đi một tí nữa đi sẽ thấy nè. Con đường này nó song song với đường Ca Mét, với những hàng cây cũng rất giống với đường Ca Mét. Và với những cái dãy phố cổ, nhà cổ rất là nhiều. Chúng ta nhìn lại cái hẻm số 1 nha. Và đầu đường Phó Đức Chính. Biết đâu trong những hình ảnh này các anh chị lại bắt gặp được những cái căn nhà thân quen của mình, và những cái hình ảnh này gợi lên cho chúng ta nhiều điều về cái ký ức về ngày xưa. Đó, mình nhìn thấy những cái người bán bên trong lề nè. Đó, đồ ve chai có những cái xài được và có những cái không xài được. Nếu chúng ta biết sửa chữa thì có thể là sẽ xài được. Ngày xưa em cũng hay ra đây mua đồ lắm nè, hồi thời sinh viên đó. Ra đây một vòng rồi mua mấy cái đồ điện tử rồi về sửa. Tại em chuyên ngành vi tính, điện tử vi tính nên cũng hiểu sơ. Nên trong quá trình sử dụng vi tính hoặc là gặp cái sự cố gì đó, các anh chị có thể liên lạc với Vinh Lâm để em có thể, nếu mà được em sẽ hỗ trợ cho các anh chị trong vấn đề sử dụng máy vi tính văn phòng và gia đình, hoặc có thể tư vấn cho các anh chị về những cái sản phẩm công nghệ này đó mà em biết. Bên đây có cái quán lẩu dê cũng rất là nổi tiếng. Lẩu dê Tư Diệp ở ngay cái vị trí số 33 Phó Đức Chính này. Trước mặt chúng ta đó, lẩu dê Tư Diệp mà lúc trước em có review cho bà con mình xem rồi đó. Rồi chúng ta đi tiếp tục nha. Và con đường này thì có một cái trường học, đó là trường Khai Minh. Nếu mà cô chú anh chị ngày xưa đã từng học ở, đã từng sinh sống ở khu vực này thì có lẽ chúng ta cũng có học ở trường này ha. Ngày xưa thì có thể là không phải tên Khai Minh nhưng mà ngày hôm nay nó tên là Khai Minh. Chút xíu nữa chúng ta sẽ đến đó.
Và nơi đây là giao lộ của Phó Đức Chính và Nguyễn Công Trứ. Thẳng hướng này chúng ta sẽ đi đến cái Ngân hàng Quốc gia Việt Nam ngày xưa nè. Và ngày nay cũng là cái ngân hàng nhà nước. Vô cô bác. Dạ không. Dạ không, không, không đi. Dạ. Và nơi đây có một cái quán cháo mực rất là nổi tiếng, đó là cháo mực số 10 Phó Đức Chính. Quán cháo mực mà hôm bữa em có review cho bà con mình xem rồi đó. Và mình nhìn qua bên đây với những cái nhà đang xây dựng lại nè. Nó sẽ là một cái building rất lớn ở đây đây. Sắp sửa có sự thay đổi nữa. Có lẽ Sài Gòn bây giờ cũng sắp mưa rồi. Đối với con đường Phó Đức Chính ngày hôm nay thì cái đặc trưng của nó là bán đồ điện, rồi những cái quán cà phê. Bên kia có cái hẻm chùa. Hẻm chùa ở số hẻm 63. Hẻm 63 Phó Đức Chính. Sẽ zoom lại nha. Hôm nay thì không có quá nhiều đồ ve chai nên mình nhìn thấy không rõ. Mỗi ngày trời nắng thì người ta bán nhiều lắm. Hôm nay thì không có nhiều. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Những cái video đi bộ như thế này thì khi mà gặp những cái chú chạy xe ôm, chạy xích lô, họ hay quá. Họ tưởng tưởng Vinh Lâm là Việt Kiều Campuchia. Đây bên tay phải chúng ta đó là ngôi trường rất là xưa cổ nè. Ngôi trường có tiếng Hoa. Đó là trường Khai Minh. Với những cái chữ Hoa nằm ở trên nóc trường nè, nó đem giùm lại coi chữ Hoa. Nếu mà cô chú anh chị các bạn mà biết tiếng Hoa thì có thể biết chữ này nè. Nếu cô chú anh chị có ký ức về ngôi trường này, và nếu mà đã từng học ngôi trường này thì các anh chị cho em xin cái comment nha. Biết đâu trong những cái comment này chúng ta lại gặp những cái người bạn đã từng học ở đây, và biết đâu đó là những người bạn mà chúng ta đã thất lạc từ lâu. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Tiếp tục đi đến cuối đường, đó là cái viện bảo tàng mỹ thuật mà ngày xưa là nhà của chú Quả. Đây thì họ bán đồ lạc son hồi nãy em nói đó. Đây bán cua ốc bình dân. Và đây là giao lộ đường Phó Đức Chính và Nguyễn Thái Bình. Rồi chúng ta qua đường nha, tiếp tục mình đi một đoạn nữa trên đường Phó Đức Chính này.
và bên tay trái chúng ta đó là cái nhà của chú Quả năm xưa, và ngày nay là cái viện bảo tàng nghệ thuật, ô biểu tàng mỹ thuật, một ngôi nhà rất là lớn, rộng 4.000 m² ở khu vực trung tâm Sài Gòn này. Đó, ông thấy là bán nón bảo hiểm nè, nón bảo hiểm rồi dép, giày, giày cũ, nó giày cũ. Đây cũng có shop bán giày cũ nữa nè. Thôi cái cửa hàng bán giày cũ ở lề đường. Và chúng ta nhìn qua bên đây, đó là nhà của chú Quả nè, rất là lớn luôn nè. Và nơi đây là cái bảng hướng dẫn đường đi, xuôi chiều đường Trần Hưng Đạo, Đê Lai, rồi Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Học. Nếu chúng ta đi thẳng là mình sẽ đi đến chợ cửa Nam, chợ Bến Thành, và nơi đó giao với đường Hàm Nghi, và chút xíu nữa thôi chúng ta sẽ kết thúc video. Trước khi kết thúc video thì mình sẽ nhìn lại con đường Lê Công Kiều, một cái con đường bán đồ cổ rất là nhiều ở cái khu vực này. Shop giày nè, shop giày ngày xưa ở đường Hồ Văn Ngà, Lê Thị Hồng Gấm. Ngày xưa thì có rất là nhiều cái shop giày như thế, nhưng mà ngày nay thì không có còn nữa ha. Và đây là giao lộ Lê Công Kiều và Võ Đức Chính. Đây chúng ta nhìn lại con đường Lê Công Kiều, một cái dãy phố chuyên bán đồ cổ. Và nơi đây có một cái quán ăn, quán ăn vỉa hè thôi. Rồi, nãy giờ video cũng đã dài rồi, chắc em xin tạm dừng cái video tại đây. Một số hình ảnh về con đường Võ Đức Chính và một đoạn ngắn ở bến Trương Dương gửi cô chú anh chị và các bạn, chúng ta cùng nhau chia sẻ thông qua những comment nha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhân đây thì cũng xin chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc. Những chiếc xích lô mang đậm dấu ấn một thời của Sài Gòn 300 năm.